Kính thưa quý vị, trước lời kêu gọi biểu tình toàn quốc ngày 5 tháng 3 năm 2017 do Linh Mục Nguyễn Văn Lý đứng tên kêu gọi, chúng tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn Linh Mục. Kính mời quý vị theo dõi. Thưa Linh Mục Nguyễn Văn Lý, trước khi đi vào cuộc hội luận ngày hôm nay, xin Linh Mục ngỏ lời với quý thính giả đang theo dõi cái câu chuyện của chúng ta, thưa Linh Mục. Xin kính chào giáo sư Nguyễn Chính Kết, xin kính chào tất cả đồng bào Việt Nam thân yêu trong và ngoài nước, đặc biệt tất cả đồng bào đang theo dõi chương trình này. Thưa Linh Mục Nguyễn Văn Lý, hiện nay trên các trang mạng, trên các diễn đàn, trên các video clip của YouTube, cũng như là trên Facebook và trong các email được gửi đi, người ta bàn luận rất là nhiều về cái cuộc biểu tình toàn diện, toàn quốc và suốt năm mà Linh Mục vừa lên tiếng kêu gọi toàn dân hưởng ứng. Xin Linh Mục cho biết cái nội dung của cái lời kêu gọi này để những người chưa đọc hay là chưa biết về lời kêu gọi này hiểu rõ mà thực hiện, thưa Linh Mục. Trong lời kêu gọi thì không nói rõ ra như những điều tôi sắp nói đây. Thực sự lời kêu gọi này không phải của tôi mà là của một tổ chức đông đúc mang tên là Tập hợp Quốc dân Việt. Nhưng tôi là người đứng ra để hiệp nhất nối kết họ và giới thiệu với công luận, để tránh cho công luận hiểu lầm rằng đây là một tổ chức ma giả tạo. Sự thực đây là một tổ chức có thật, nhưng lúc này chưa tiện xuất hiện tên tuổi của những người điều hành. Vì tôi biết rõ họ, cho nên tôi đứng ra để giới thiệu và nối kết họ với tất cả quý vị. Họ cũng có khiêm tốn là kêu gọi tất cả chúng ta nối kết lại với nhau thành một khối. Lý do là bởi vì thời gian quá cấp bách rồi và không còn thời giờ để chần chờ do dự hơn nữa. Hy vọng sự nối kết này sẽ nối kết được tất cả toàn dân của chúng ta trong nước và ngoài nước. Những ai còn mang dân mình là công dân người Việt, đồng bào người Việt, quốc dân Việt thì xin mời tham gia vào. Và họ cũng khiêm tốn biết rằng lời kêu gọi này chưa thể đến tận tai, tận lòng của mọi người dân được, mà chỉ như một cuộc thực tập để mai ra dân chúng tập hợp càng nhân càng tốt để thoát khỏi sự nô lệ của Tàu Cộng. Thưa Linh Mục Nguyễn Văn Lý, xin Linh Mục cho biết lý do hay cái động lực nào thúc đẩy Linh Mục lên tiếng, hay nói cụ thể hơn, Tập hợp Dân chủ Việt lên tiếng kêu gọi toàn dân toàn quốc thực hiện cái cuộc biểu tình vào cái thời điểm này. Thời điểm này có gì đặc biệt, thưa Linh Mục? Đáng lẽ ra thì phải khởi động sớm hơn, nhưng vì chuẩn bị khó khăn. Lúc đầu, những người tâm huyết muốn thành lập một liên minh, nhưng việc này trở ngại vì nhiều cản trở. Suốt 3-4 tháng nay, những người tâm huyết ấy xoay sở mà không thành được, cho nên những người nhiệt thành hơn, nôn nóng hơn, thấy cần phải có một tập hợp quốc dân Việt. Tập hợp rồi thì làm gì? Cần phải nói lên một nguyện vọng, một ý chí chung để quốc tế và nhà cầm quyền hiểu nguyện vọng của dân tộc của chúng ta hiện nay là gì. Họ cần 3 điều cơ bản. Thứ nhất là phải bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sự sống. Thứ hai là phải thoát khỏi sự đô hộ nô lệ của Tàu Cộng càng ngày càng quá rõ trên quê hương đất nước. Và thứ ba là hướng đến một đất nước tự do, dân chủ, đa nguyên đa đảng, công bằng, đạo đức, văn minh và cường thịnh. Chính vì lẽ đó, cần phải nói lên cho mọi người hiểu, kể cả quốc tế cũng như quốc dân và kể cả nhà cầm quyền. Sự nói lên này cho đến nay hầu như không có phương án nào hay hơn là biểu tình ôn hòa, toàn diện và toàn quốc toàn dân. Hy vọng sự nói lên này mang tới hiệu quả. Như vậy là cái cuộc biểu tình này, theo cái lời kêu gọi mà Linh Mục đại diện, thì đây là một cái cuộc biểu tình toàn diện, toàn quốc ở khắp các tỉnh thành, khắp các xã, quận, huyện, v.v. Và biểu tình suốt năm, phải không, thưa Linh Mục? Vâng, sự mong ước là như thế, nhưng trong thực tế không phải dễ dàng gì mà mọi xã, mọi thôn, hang cùng ngõ hẹp nào cùng đồng loạt hưởng ứng được, mà cần phải thực tập thì những người tâm huyết liên kết người dân lại với nhau. Trong nỗ lực này, họ đã liên kết được một số nơi cơ bản, nhưng như tôi đã nói là họ còn cần phải giúp dân thực tập
vượt qua các trở ngại, mới may ra sẽ có đồng loạt toàn quốc được. Còn trước mắt thì có thể chỉ hy vọng xảy ra khoảng mười mấy chỗ cùng một lúc, cùng một ngày. Cũng có thể là thời giờ có thể khác biệt nhau. Cũng có thể có nơi linh hoạt họ không chọn đúng ngày như mong ước. Vì các trở ngại hiện giờ đang xảy ra mà tôi sẽ trình bày thưa với quý vị sắp tới đây. Chính vì có những trở ngại như thế, cho nên mong ước thì xảy ra đồng loạt vào ngày mùng 5 tháng 3. Sở dĩ chọn vào ngày mùng 5 tháng 3 là cố ý để kỷ niệm 29 năm Trường Sa bị mất những đạo quan trọng phần lớn vào tay Tàu Cộng. Và luôn tiền thì cũng để kỷ niệm 46 năm Hoàng Sa cũng mất tròn vào tay Tàu Cộng. Thưa Linh Mục, vậy thì vào cái ngày mùng 5 tháng 3 này đó, người dân phải làm gì để mà hưởng ứng cái lời kêu gọi này và sau đó thì sao? Vâng, mơ ước của những người tổ chức kêu gọi là đồng bào trong nước thì mình dàn vượt qua các trở ngại sợ hãi để cùng đứng lên, mặc một áo nào đó tương đối là đồng loạt, ví dụ như áo trắng, hoặc nếu quá lộ liễu thì cũng tìm mọi cách nào đó để chứng tỏ mình là cùng đồng lòng với nhau. Rồi tay cầm là cờ quốc tổ ngũ sắc. Nếu không được mỗi người thì ít nhất mỗi nhóm cũng có được một lá cờ nhỏ làm bằng vải hay là bằng giấy, bất cứ thứ gì. Rồi tụ tập ở những nơi nào đó mình tự chọn, một sân trường, một sân bóng đá, hoặc một sân chùa, sân đình, sân nhà thờ, một mặt bằng nào đó mà tương đối là cái số người có thể đứng được, tụ tập được. Và mong ước càng ngày càng đông lên, nhưng trước mắt thì có thể để giảm bớt tốn kém cũng như thời gian di chuyển và giảm bớt các cản trở dọc đường thì tùy từng nơi chọn đâu làm được thì làm. Tuy nhiên trong thực tế thì có lẽ người ta sẽ chọn những địa điểm nào đó mà chung chung là khá đông đông tụ tập thì không thể nói trước được, vì hiện nay đang có nhiều trở ngại rất là to lớn. Như tôi nói, có thể là những lần đầu chưa chắc đã ngoạn mục đẹp đẽ lắm đâu, nhưng không còn con đường nào khác. Nếu chúng ta không thực tập hôm nay thì mãi mãi chúng ta cũng không đứng lên được, và con cháu chúng ta lại càng khó khăn gấp 10 lần chúng ta hôm nay. Vì chỗ đó mà dù chưa thống nhất được ý chí, dù chưa thống nhất được trong tổ chức thì cũng phải thực tập đứng lên chứ không trì hoãn được nữa. Thưa Linh Mục, vấn đề quan trọng đó là làm sao để toàn quốc biểu tình đồng loạt vào một thời điểm. Cho nên việc xác định thời điểm hàng tuần chẳng hạn là điều rất là quan trọng. Thế thì thưa Linh Mục, chúng ta có thể biểu tình hàng tuần chẳng hạn, thì cái thời điểm mà tốt nhất để biểu tình đồng loạt thì là cái thời điểm nào? Tại vì biểu tình đồng loạt cùng một lúc đó thì Cộng sản Việt Nam rất là khó có thể trải quân ra để mà đàn áp biểu tình. Vậy thì thời điểm mỗi tuần chẳng hạn, chúng ta cần phải xác định rõ ràng thời điểm nào thì mới có thể đồng loạt được, thưa Linh Mục. Hiện giờ tạm thời là chọn ngày Chủ nhật, nhưng vì ngày Chủ nhật bên nhà cầm quyền cũng đang đối phó bằng cách là cưỡng bức một số các công ty, công nhân phải đi làm ngày Chủ nhật và cho nghỉ lại ngày thứ năm. Và họ đã làm trong những ngày vừa qua rồi. Thì những công ty, những công nhân đó lại có quyết tâm, nếu nghỉ ngày thứ năm thì họ sẽ làm ngày thứ năm. Nhưng riêng ngày Chủ nhật để hiệp thông với những nơi biểu tình, những đồng bào khác thì họ sẽ đình công luôn. Và nếu như bắt họ đi làm ngày Chủ nhật thì mọi ngày Chủ nhật ấy họ sẽ đình công. Đó là quyết tâm của các công nhân. Nhưng trong thực tế họ có dám đình công không hay là họ lại tổ chức được đồng loạt không thì chúng ta chưa dám nói trước. Còn đồng loạt đến ngang đâu thì tùy theo hoàn cảnh của những nơi vùng, những nơi nào mà có những tụ tập sẵn của dân rồi, thì có thể nhân dịp tụ tập ấy họ sẽ biến thành biểu tình luôn. Nhưng những nơi nào mà vì vướng phải công ăn việc làm thì những người đó có thể chọn vào những thời điểm linh hoạt hơn, nhưng cũng nổi trong ngày hôm đó, hoặc buổi sáng hoặc buổi chiều. Ban tổ chức không đi vô cụ thể để ấn định một cách cứng nhắc cho mọi địa phương được, mà để cái phần này cho những người nòng cốt tại mọi nơi địa phương tự chọn, tự sắp đặt với bà con đồng bào của mình. Cái phần này để cho mọi người tham gia linh hoạt, nhưng cố gắng trong ngày Chủ nhật hoặc
một ngày nghỉ mà bên nhà nước, bên nhà cầm quyền đã cố tình để không cho đồng loạt xảy ra. Rồi nếu họ không thể tụ tập cho được vì bị cản trở như tôi sắp trình bày đây, thì họ phải ngồi ở nhà hoặc tụ tập ở những nơi nhỏ hơn, ví dụ tại một khu xóm, một khu phố, một sân chùa, một sân đình. Không đi tới chung đông được thì họ đứng gọn hơn. Mà nếu cuối cùng không đi ra khỏi nhà được thì ngồi tại nhà của mình, dâng biểu ngữ lên và cầm cờ đưa tên tay lên. Hy vọng họ sẽ có bạn bè chung quanh để chụp hình cho họ để đưa lên trên mạng thông tin toàn cầu. Thưa Linh Mục vừa nói là những người biểu tình sẽ sử dụng một lá cờ ngũ sắc. Thưa Linh Mục, lá cờ ấy có ý nghĩa như thế nào trong cái hoàn cảnh hiện nay, thưa Linh Mục? Ở trong nước hiện giờ chúng ta chưa thể dùng một lá cờ nào khác, còn ở hải ngoại thì quý vị được linh hoạt hơn nhiều. Quý vị quen dùng lá cờ nào mà biểu tỏ lòng yêu nước, lá cờ nào mà quy tụ được sự đoàn kết của toàn dân thì quý vị cứ tiếp tục sử dụng. Nhưng ở trong nước thì hiện giờ những người tổ chức theo kinh nghiệm thấy rằng cờ ngũ sắc linh kỳ hoặc là ngũ sắc tinh kỳ ấy tượng trưng được cho quốc hồn quốc túy, tượng trưng được cho quốc tổ của mình và sự đoàn kết của giọng nói mình. Vì lá cờ này đã có từ thời Hùng Vương, từ thời Hai Bà Trưng và được quen dùng trong các lễ hội. Lý tưởng mà nói thì cờ này phải là 5 màu, nhưng trong thực tế thì vì người ta là may sẵn, người ta bán có khi chỉ có 3 màu, có khi thiếu màu trắng và sắp đặt thứ tự cũng không được từ vàng ra ngoài. Nhưng nếu lý tưởng thì nên chọn cờ vuông, rồi vòng trong cùng phải là màu vàng, là vì chúng ta là dân máu đỏ da vàng. Rồi vàng cũng là nền tảng của sống, tượng trưng cho đất. Đất thì sinh ra cây cối và đặc biệt là lúa nước, vì văn minh của người Việt cổ cho đến nay là văn minh lúa nước. Lúa cây cối phải là màu xanh, và lúa cây cối mọc lên thì đốt thành lửa là màu đỏ, và màu đỏ thì tỏa sáng trở thành màu trắng, rồi màu trắng thì trở về lại với nguồn gốc của sự sống, mẹ của sự sống đó là nước. Nước sinh ra muôn loài, nuôi dưỡng muôn loài, tẩy sạch muôn loài, và nước dập được lửa, xô được núi và tìm vượt các chướng ngại vật, khi cần thì tìm đường quanh mà đi. Nước nuôi sống muôn loài và hữu ích như vậy, nhưng nước lại rất linh hoạt uyển chuyển, thủy từ hạ, nước tìm chỗ thấp mà xuống. Cho nên vần ngoài cùng là màu thủy, màu nước, nhưng phải có một cái viên, cái tua ở ngoài, đó là lòng nhiệt thành, tình yêu nối kết, đoàn kết, hội tụ, tấm lòng nhiệt tình tỏa sáng, sưởi ấm. Cho nên cái vần đỏ ở ngoài tượng trưng cho cái tình yêu đấy, làm cái rèm, làm cái tua. Thì lý tưởng là như thế, nhưng trong thực tế thì ở đình, ở làng, ở những lễ hội đang có cơ gì đó mà dân chúng linh hoạt mượn để đi thì cũng không sao, miễn sao là cầm lấy cái đoàn kết của toàn dân trên tay đã là quý lắm rồi. Thưa Linh Mục, vừa rồi Linh Mục trình bày cái ý nghĩa của cái lá cờ đó thì nó mang tính triết học Đông phương, nhưng mà tôi còn thấy nó có một cái ý nghĩa chính trị rất là lớn. Dường như đây là lá cờ mà trước đây Hai Bà Trưng đã sử dụng để đánh đuổi quân Nam Hán ra khỏi bờ cõi. Rồi Ngô Quyền cũng như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã dùng lá cờ này trong cái đại binh để mà đánh đuổi giặc từ phương Bắc ra khỏi bờ cõi và đã chiến thắng. Và hiện giờ đó, đất nước của chúng ta cũng đang đấu tranh để mà chống lại cái sự xâm lược của Trung Cộng, một cái nước ở phương Bắc. Cho nên việc sử dụng cái lá cờ này, tôi nghĩ rằng nó có một cái ý nghĩa rất là to lớn. Nó sẽ huy động tinh thần của toàn dân. Tại vì trước đây khi mà sử dụng lá cờ này để chiến đấu với giặc phương Bắc thì đất nước của chúng ta đã chiến thắng. Vậy thì chúng ta sử dụng cái lá cờ này để chống lại kẻ thù ở phương Bắc hiện giờ đang muốn xâm lược, đồng thời chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam là kẻ mà đang tiếp tay cho cái kẻ thù phương Bắc muốn xâm chiếm đất nước ta và Hán hóa đất nước ta, thì tôi thấy đó là một cái biểu tượng, một lá cờ hết sức là ý nghĩa, phải không thưa Linh Mục? Vâng, như tôi đã trình bày, ngoài ý nghĩa về thứ tự ngũ hành của người Việt như vậy, thì còn có một ý nghĩa của dân tộc chúng ta hiện nay, đó là dân tộc chúng ta đang có 5 loài người, 5 thành phần cùng liên kết với nhau trong một dải đất Việt.
đó là sĩ nông công thương binh, là những người trí thức, những người nông dân, những người công nhân, những người buôn bán thương nghiệp và những người giữ an ninh trật tự quốc phòng cho toàn dân. Cho nên mỗi tầng lớp dân chúng như vậy tượng trưng một màu và tất cả đều trở thành một khối bền chặt của quốc dân Việt. Đó là ý nghĩa thứ hai. Thưa Linh Mục Nguyễn Văn Lý, việc quan trọng để cuộc biểu tình này thành công đó là cái sự hưởng ứng của toàn dân. Theo Linh Mục đánh giá đó thì người dân hiện nay đã vượt được tính sợ hãi do bản năng sinh tồn để dám thực hiện những cái cuộc biểu tình mà Linh Mục kêu gọi hay không? Linh Mục hy vọng được bao nhiêu phần trăm dân chúng sẽ hưởng ứng ạ? Sự thực ở Việt Nam hiện nay đang có những trở ngại sau đây. Đừng tưởng dân chúng chúng ta có mạng thông tin và biết hết. Theo như tôi thăm dò thì số người dân biết được thông tin này có lẽ chỉ mới khoảng vài ba chục phần trăm thôi. Có một số người chưa biết, có một số người ở những địa phương chỉ có tivi thôi, có khi cũng không có cái radio thông thường. Rồi họ không có mạng thông tin toàn cầu. Tôi đã gặp một số dân mà họ chưa biết thông tin này. Cho nên chúng ta đành phải khiêm tốn biết rằng toàn dân chúng ta chưa nhân nhài đủ đâu, mà còn phải nối kết thông truyền hơn nữa. Thứ hai là đa số biết được chuyện Tàu còn đang xâm chiếm Việt Nam. Họ biết được sự hiện diện của người Tàu càng ngày càng rõ trên đất nước Việt Nam. Và họ nói với nhau rằng đâu phải sợ Tàu còn xâm chiếm, mà là họ xâm chiếm rồi. Có những người dân nói với tôi như vậy. Rồi họ đến rồi, bây giờ đâu phải là sợ họ đến nữa. Nhưng đa số không biết làm gì, kể cả một số các trí thức, kể cả những người lãnh đạo các tôn giáo. Biết thì biết, mà cuối cùng thụ động không biết làm gì, đành phó mặc cho trời đất, cho số phận. Rồi có người cũng biết các tổ chức của chúng ta thì cũng phó mặc cho ai làm được gì cho đất nước thì làm. Còn họ chưa biết làm gì và đa số là muốn được an toàn cho cuộc sống tạm tạm của họ thôi. Nói chung là chưa ý thức cao độ. Bây giờ những người đã ý thức cao độ thì làm gì? Thưa họ cố gắng để nối kết với nhau thật, để xuống đường ngay đó thật. Nhưng hiện giờ đang gặp những trở ngại sau đây. Thứ nhất, nhà cầm quyền đã lên phương án đàn áp thẳng tay tàn bạo. Trong khoảng 10 ngày này thì họ được huấn luyện rõ ràng bài bản là phải cầm gậy gì, cầm dụng cụ gì và đánh vào ở đâu và đánh như thế nào. Và họ được đe dọa sẽ có camera quay để những cán bộ nào không đánh dân hoặc đánh nhẹ cầm chừng thôi thì sẽ bị kỷ luật và loại ra khỏi ngành. Đã cảnh báo như vậy và thực tập rõ ràng như thế. Và họ cũng đang gia tăng những biện pháp cản trở, theo dõi tất cả những người tích cực nối kết trong các địa phương, gửi giấy mời triệu tập làm việc đúng ngày biểu tình hoặc sau ngày biểu tình, rồi đe dọa đến công ăn việc làm, đuổi khỏi ngành nghề, ngưng không cho đi học hoặc đe dọa sẽ không cấp bằng tốt nghiệp. Rồi đi ra khỏi nhà thì bị đi theo, canh chừng và có một số những anh em nòng cốt không được đi ra khỏi nhà luôn. Rồi kèm theo những đe dọa là không được tới này, không được tới chỗ kia, không được gặp người này, không được gặp người nọ. Như riêng bản thân tôi thì trong những ngày vừa qua là rất nhiều người muốn đến thăm mà đã bị cản trở. Rồi họ cắt số điện thoại của những người nòng cốt, cắt chiều đi và cả cắt chiều đến và những phương tiện thông tin khác cũng bị giới hạn hoặc đổi mật khẩu để chiếm đoạt các tài khoản của các chương trình hội luận, các chương trình gặp gỡ, đóng vai giả của người này người kia để lường gạt. Riêng bản thân tôi thì họ đã giả giọng nói của tôi mà lường gạt được đến 4 người rồi. Rồi họ cũng giả giọng nói của người khác để lường gạt lại tôi. Chuyện đó cũng đã xảy ra. Thành ra nếu họ chiếm đoạt được cái sức mạnh của hệ thống thông tin thì họ sẽ làm tê liệt các cuộc gặp gỡ nhau, các cuộc nối kết biểu tình. Cho nên nếu như họ gia tăng các biện pháp kiểm soát thông tin này thì có khi các cuộc biểu tình sẽ cũng xảy ra nhưng là non yếu, nhỏ nhoi, buồn. Thì tất cả những cái cản trở này kèm theo một cái tâm lý sau khi có cuộc đàn áp đẫm máu ở tại Nghệ An, Hà Tĩnh ngày 14 tháng 2 vừa rồi thì có hai hậu quả ngược chiều nhau. Thứ nhất,
uy tín của nhà cầm quyền đã sụp đổ, có thể nói được là rơi xuống tận bùn trước công luận quốc tế, trước quốc hội của một số nước và trước dư luận của toàn dân. Họ thấy một nhà cầm quyền tàn bạo với dân, ác độc với dân và dùng mọi thủ đoạn, dùng cả những xảo kế xảo quyệt để đàn áp dân cho được, thì uy tín này bị rơi xuống thấp hơn bao giờ hết. Và nếu họ cứ tiếp tục đàn áp thì uy tín của họ càng suy sụp nhanh, và nhà cầm quyền nào mà đàn áp kiểu này thì họ tự đốt uy tín họ, và họ càng đàn áp càng sớm sụp đổ, đó là điều chắc chắn. Nhưng bên cạnh đó cũng có một hậu quả tiêu cực về phía chúng ta, đó là một số người dân cảm thấy sợ hãi, rồi một số những người trách nhiệm để hướng dẫn dân cũng bị chùn tay. Cho nên nếu như khi kia đồng loạt được 70-80% thì nay may ra có khi đồng loạt được khoảng chừng 10-20% thôi. Đó là cái hậu quả kép xảy ra sau ngày 14 tháng 2 vừa rồi, thật là đáng tiếc. Nhưng không sao, trong sự đáng tiếc này chúng ta lại càng phải nỗ lực lớn, phải quyết tâm hơn. Và sự quyết tâm nỗ lực này phải vượt qua mọi trở ngại để cho những người quyết tâm đàn áp dân hiểu rằng họ đang tự hủy uy tín họ. Và sớm muộn gì họ cũng phải sụp đổ. Xin cảm ơn. Thưa Linh Mục đánh giá như thế nào về cái sự hưởng ứng của những thành phần nằm ở trong bộ máy nhà nước? Thí dụ như là các đảng viên và các cán bộ cộng sản hiện nay, họ suy nghĩ như thế nào? Có nhiều người ủng hộ Linh Mục hay là ủng hộ cái lời kêu gọi này không, thưa Linh Mục? Hiện giờ trong thành phần dân chúng thì chúng ta đang tranh thủ được 5 giới sau đây. Thứ nhất là giới dân chúng trắng, không có tổ chức gì. Thứ hai là giới công nhân của các xí nghiệp, công ty, nhà máy. Thứ ba là chúng ta chinh phục được ở các trường học, giới trí thức. Thứ tư là đang chinh phục trong giới công nhân viên nhà nước, làm đủ mọi ngành nghề, kể cả ngành tòa án. Và thứ năm, chúng ta cũng đang chinh phục được giới công an, bộ đội. Đó là điều có thật. Về phía nhà cầm quyền thì đang xảy ra phân hóa như sau. Thứ nhất, nhóm bị ràng buộc và cúi đầu nô lệ tàu cộng thì càng ngày càng ít đi. Họ là người có quyền nhưng đạo đức không có, và nhất là uy tín không có. Họ cũng tự biết rằng mình đang là đối tượng ghét bỏ của toàn dân, nhưng họ cố gắng bám vào để giữ quyền lợi của họ, bởi vì họ đã lỡ mao còng chính quyền một lòng, bừng con mắt đã siết vòng kim cô. Còn giới thứ hai là giới quyết tâm để tháo cái vòng kim cô đó ra, mà vì chưa có đường lối cho nên đang chuẩn bị nối kết với nhau bằng bạo lực, và nếu cần thì họ sẽ ra tay. Chúng tôi đang cố gắng kiềm chế để giới này không nên ra tay bằng bạo lực, mà phải đợi toàn dân để tạo áp lực giùm cho họ, để họ có thể nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ. Thì giới này cũng đang nối kết với nhau càng ngày càng đông. Giới thứ ba là giới ý thức được, giác ngộ được và muốn đứng về phía toàn dân, đứng về phía văn minh dân chủ, thì giới này càng ngày càng đông, và chúng ta đang tìm mọi cách để thu hút họ, mời đón họ, hy vọng họ sẽ làm cán cân lực lượng thay đổi. Nếu chúng ta tranh thủ mời đón họ được thì cán cân thắng lợi chắc chắn sẽ về toàn dân. Rồi sau đó khi đã thoát được tàu cộng rồi thì sẽ tiến lên dân chủ hóa đất nước như thế nào, điều đó là điều mà chúng ta phải làm trong những ngày tới. Hy vọng sẽ sớm có một cuộc bầu cử quốc hội đa nguyên đa đảng, văn minh, công bằng, minh bạch. Còn cũng đã có những người lập luận rằng đấu tranh bất bạo động chỉ là những người ngu xuẩn đưa đầu ra cho những người tàn bạo đánh phá, và những người chủ trương đấu tranh bất bạo động là những người đạo đức giả, dám đem sinh mạng của toàn dân ra mà thách đố. Rồi cũng có những người lập luận rằng muốn thoát tàu cộng thì trước tiên phải lật đổ chế độ cộng sản đã. Lập luận này đã dai dẳng hơn 40 năm qua nhưng không có sức mạnh nào để lật đổ cả. Chúng ta phải tận dụng cơ hội này. Đây là một cơ hội ngàn năm mới có, là chúng ta phải đoàn kết để chống ngoại xâm. Lý do này là lý do quy tụ toàn dân mạnh mẽ nhất trong lịch sử qua mọi thời. Chúng ta cần phải đoàn kết nhau để chống ngoại xâm. Khi đã chống được ngoại xâm, chúng ta sẽ nói với nhau rằng thế thì con đường nào là con đường đem đến văn minh, đạo đức, cường thịnh cho đất nước. Tất nhiên ai ai cũng thấy rằng phải là con đường bầu cử đa nguyên đa đảng, tự do dân chủ và minh bạch. Trong cái bối cảnh minh bạch công khai này, ai có tài, có đức được lòng dân thì phe đó thắng.
chúng ta đành phải để cho cái bài toán dân chủ công bằng này quyết định. Không ai biện minh rằng con đường của tôi đúng, con đường của anh đúng, không. Lúc đó chính là một bài toán rất đơn giản giữa cái xã hội loài người văn minh hôm nay, đó là bầu cử công bằng, minh bạch, đa nguyên đa đảng, dân chủ, tự do. Xin cảm ơn. Vâng, tôi thấy điều rất là quan trọng hiện nay đó là cái sự đoàn kết mà Linh Mục vừa nói. Quả thật là trong số người đấu tranh ở trong nước và hải ngoại, hiện nay có hai cái lập trường có vẻ khác biệt nhau nhưng mà đều có cùng một mục đích, đó là làm sao để giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của Cộng sản và thoát được sự xâm lược thôn tính Việt Nam của Trung Cộng. Có những người chủ trương như Linh Mục vừa nói, đó là phải chống Cộng sản trước, ưu tiên chống Cộng sản trước, rồi có diệt được Cộng sản thì mới có thể tránh được cái thảm họa bị Trung Quốc xâm lược. Nhưng cũng có những người chủ trương rằng nguy cơ bị Trung Cộng xâm chiếm và biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung Cộng là hiểm họa trước mắt và nguy hiểm hơn hiểm họa Cộng sản Việt Nam hiện nay rất là nhiều. Nếu Việt Nam bị Trung Cộng chiếm thì việc lật lại được thế cờ sẽ nhiều lần khó hơn là lật được chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay. Do đó, việc ưu tiên trước mắt là phải thoát Trung trước đã. Thoát Trung rồi thì việc lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ dễ hơn rất là nhiều vì Cộng sản Việt Nam không còn chỗ dựa nữa. Cho nên nếu có ai trong Đảng Cộng sản thật sự chủ trương chống Trung Cộng thì cũng có thể ủng hộ hay hợp tác với họ. Đó là hai cách suy nghĩ khác nhau, phát sinh ra hai đường lối chính trị khác nhau. Cách nào thì cũng có lý chứ chẳng cách nào là phi lý cả. Thế nhưng mà phải nói tôi thấy những người khác lập trường này đôi khi chống lại nhau. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta có cùng một mục đích thì tự nhiên chúng ta sẽ suy nghĩ ra những cái phương cách khác nhau để đạt mục đích ấy. Và phương cách nào cũng đều có những cái lý do rất là thuyết phục, cũng đều có lý của mình. Nhưng phương cách nào cũng có những điểm yếu hay sơ hở khiến những người theo phương cách khác bắt bẻ không chấp nhận. Tình trạng khác biệt ấy là cái chuyện rất là dễ hiểu, rất là tự nhiên trong cái xã hội con người. Nếu chỉ vì những cái khác biệt ấy mà chúng ta đánh phá lẫn nhau, chống lại nhau, thì chúng ta chỉ tự làm cho cái lực lượng của mình chia rẽ và suy yếu đi. Đồng thời chúng ta cũng chứng tỏ mình độc tài, mất chính nghĩa của tự do dân chủ, thì cuối cùng mục đích của chúng ta cũng sẽ chẳng đạt được. Tốt nhất chúng ta nên tôn trọng lập trường, đường lối hay phương cách của những người có cùng mục đích với chúng ta. Nếu chúng ta không thống nhất được cùng theo một phương cách, thì mỗi người hay mỗi nhóm cứ việc thực hiện mục đích theo phương cách của mình. Đừng ép buộc người khác phải theo phương cách của mình. Đừng đánh phá, mạt sát hay chụp mũ lẫn nhau. Vâng, tôi xin giải thích cho rõ hơn một chút. Chúng ta không hề chủ trương hợp tác với Cộng sản, nhưng chúng ta chủ trương hợp tác với những người giác ngộ, với những người quyết tâm thức tỉnh để đứng với toàn dân. Những người đó họ có lập trường Cộng sản hay không Cộng sản chúng ta không biết trong lòng họ, nhưng hôm nay họ đứng về phía toàn dân để chống lại Tàu Cộng là đủ rồi. Và chúng ta chống lại với Tàu Cộng ở đây cũng phải là với Trung Hoa nói chung chung, mà là với Trung Cộng rõ ràng, tức là Trung Hoa Cộng sản. Vì trong đó chúng ta cũng đã có chống lại Cộng sản trong đó. Thì bây giờ cái bước tiến tiếp theo chúng ta sẽ tổ chức với họ thế nào? Thế nào là văn minh, thế nào là công bằng? Thì ai cũng hiểu được. Khi thoát Trung bằng con đường này thì đồng thời cũng thoát Cộng, bởi vì chúng ta sẽ nối kết, liên kết không phải với những người Cộng sản Việt Nam mà là những người Cộng sản Việt Nam đã thức tỉnh, đã giác ngộ. Cần phải hiểu rõ điều này để khỏi phải đánh phá lẫn nhau. Và giả như những người chống Cộng mà họ chống Cộng được thành công thì chúng ta quá mừng, nhưng họ lấy lực lượng đâu? Thì điều đó cần phải trả lời song phẳng trước lịch sử, trước cuộc sống, chứ không phải chỉ có hô sương xuông. Còn về phía chúng ta là đoàn kết với ai? Là đoàn kết toàn dân rõ ràng, và đoàn kết với những người mà họ đứng vào chiến tuyến nào không biết, nhưng hôm nay họ quyết tâm đứng về phía toàn dân, thì chúng ta hoan hô, hoan nghênh. Vì vậy cần phải hiểu cho rõ cả một sự nhập nhằng trong quan niệm, rồi sẽ lẫn lộn trong hành động. Xin cảm ơn. Thưa Linh Mục, trước cái cuộc biểu tình này chắc chắn là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ phản ứng rất là mạnh. Tại vì họ biết rằng nếu mà toàn dân hưởng ứng đúng như là lời Linh Mục kêu gọi đó, thì chắc chắn là chế độ độc tài toàn trị của họ sẽ không thể tồn tại được. Như vậy chắc chắn là họ sẽ phải tìm đủ mọi cách để những cái cuộc biểu tình như vậy sẽ không xảy ra. Thưa Linh Mục, hiện nay nhà cầm quyền Cộng sản đã có một cái phản ứng nào đối với lời kêu gọi của Linh Mục chưa? Nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, chẳng hạn như TV hay là phát thanh gì đó, thưa Linh Mục.
Cho đến nay thì tôi chưa thấy một phản ứng gì chính thức của nhà cầm quyền, nhưng thấy những động thái họ đối phó gồm hai mặt. Mặt thứ nhất, ở trong nước thì họ tăng cường kiểm soát thông tin và hăm dọa người dân để không được tụ tập nối kết. Rồi họ huấn luyện để trang bị vũ khí cho những người đi đàn áp biểu tình, rằng phải đàn áp thẳng tay. Những cán bộ nào không đánh dân hoặc đánh nhẹ thì có camera kiểm soát để căn cứ vào đó mà loại những cán bộ đó ra khỏi ngành hoặc kiểm điểm cách nào đó. Còn đối với những cộng đoàn khác, những người cầm bút và đặc biệt là những người hải ngoại thì họ đã mua chuộc được một số người để lên tiếng đánh phá lẫn nhau, và họ đang thi hành một biện pháp thâm độc, đó là ngăn chặn bằng pháp lý. Sẽ có những cuộc thi đua tố cáo lẫn nhau là tay sai cộng sản, là cộng sản nằm vùng, là đấu tranh cuội, để cho một số các nhà đấu tranh khác mắc bẫy. Khi phê bình họ là những người chống cộng cuội, là cộng sản nằm vùng, thì họ tự cho rằng họ mất quyền lợi, họ không xin được việc làm, họ không xin được trợ cấp, họ bị thiệt thòi, cho nên họ khởi kiện là bị vu oan, bị mà lì. Họ thuê luật sư để kéo dài cuộc kiện này, và họ có sự tài trợ của nhà nước Việt Nam, cho nên họ có sức để họ đeo đuổi vụ kiện đó qua nhiều năm nhiều tháng, làm cho những nhà đấu tranh ngây thơ thích phê bình chống phá bằng ngòi bút sa lầy vào, và có khi mắc bẫy về pháp lý. Dù là mình mạnh, dù là mình đúng, nhưng không đủ tiền để đeo đuổi cuộc chiến pháp lý này, thì khi ra tòa có khi phải thua và phải sụp cả sự nghiệp của mình, có khi đi đến chỗ nợ nần nữa. Cho nên chúng ta nên nhắc bảo nhau để đừng sa vào cái bẫy này của những người họ đánh phá trong nội bộ của chúng ta. Còn trong nước, họ cũng gieo rắc những thông tin sai lạc rằng là cần phải chuẩn bị bạo lực, cần phải chế chất nổ, cần phải gây ra bạo loạn để xáo trộn, rồi phải chuẩn bị vũ khí để vừa tự vệ vừa đánh trả bằng các loại vũ khí thô sơ. Rồi họ lập luận rằng muốn thắng được bạo lực thì phải có bạo lực, và những ai chủ trương không bạo lực thì chỉ là ngây thơ ngu dốt và là đạo đức giả. Tất cả những lập luận này coi chừng mắc bẫy đối phương. Rồi họ cũng chuẩn bị hay là hô lên là họ lập những đội ám sát để những nhà đấu tranh mà chỉ có đấu tranh mồm thôi, không chịu xuống đường thì họ sẽ xử lý. Rồi những cán bộ nào ai ai đàn áp dân mà họ nắm được thì họ cũng xử lý. Tất cả những thông tin ngược chiều này cố ý để phá đám chúng ta, hoặc chúng ta vô tình phá đám lẫn nhau, hoặc chúng ta mắc bẫy của đối phương giăng ra. Tôi cảm thấy rằng hiện nay Cộng sản Việt Nam chỉ mong muốn những cái người biểu tình là sử dụng vũ khí và đánh lại công an mà thôi. Tại vì nhờ vậy đó, họ sẽ có cái lý do rất là chính đáng đối với quốc tế để đàn áp thẳng tay và đẫm máu những cái cuộc biểu tình gọi là bạo động này. Chính vì thế cho nên Cộng sản Việt Nam nhiều khi đã phải cài người của họ vào trong cái đám biểu tình để mà đánh lại công an, để tạo ra một cái lý cớ hầu có thể đàn áp một cách thẳng tay những cái người biểu tình. Thế cho nên những người chủ trương phải bạo động thì đó là một cái chủ trương không có sáng suốt. Tại vì Cộng sản Việt Nam hiện nay họ chủ trương sử dụng bạo lực và họ rất là mạnh về vấn đề bạo lực. Họ có đầy đủ vũ trang và súng ống để mà đàn áp. Còn chúng ta, cho dù chúng ta có chủ trương bạo động thế nào đi chăng nữa thì cái vũ khí của chúng ta chắc chắn là không thể nào bằng họ. Và như vậy sẽ gây ra sự đàn áp đẫm máu. Điều đó sẽ làm cho những cái cuộc biểu tình về sau là không thể thực hiện được. Cho nên tôi cảm thấy cái chủ trương bạo động như vậy thì rất là nguy hiểm cho cái cuộc đấu tranh hiện nay. Xin cảm ơn. Chính vì vậy mà ngày hôm qua tôi đã viết một bài ngắn nhờ tất cả bạn hữu thông tin dùng là 5 lý do làm cho đấu tranh bất bạo động luôn luôn thành công hơn là bạo động. Thì tôi lược tóm lại của tác giả này tác giả kia, tư tưởng này tư tưởng họ, mặc dù tôi thì không phải là một nhà tư tưởng gì, nhưng tôi lược tóm lại và nhờ quý vị phổ biến dùng 5 lý do khiến cho đấu tranh bất bạo động luôn luôn thành công hơn là bạo động. Thì luôn tiền đây tôi xin nhờ giáo sư Nguyễn Chính Kết phổ biến dùng. Chúng ta cần phải nói cho nhau thật rõ về vấn đề này kẻo mà thiệt hại cho đất nước. 5 lý do bất bạo động luôn hiệu quả cao hơn bạo động.
thưa quý vị như thế. Xin cảm ơn. Thưa Linh Mục, để mà thành công trong tất cả các mọi cái cuộc biểu tình á, thì cái vấn đề tổ chức rất là quan trọng. Xin Linh Mục cho biết ít nhiều về vấn đề tổ chức trong mức độ có lợi nhất cho những cái cuộc biểu tình sẽ xảy ra, thưa Linh Mục. Hiện giờ vì họ cản trở dân tụ tập, cho nên dân sẽ tụ tập dưới bất cứ dạng nào đó mà sau đó có thể biến thành kết nạp đông hơn. Thì cả là sáng kiến của từng nơi, từng lúc. Rồi quan trọng nhất là chúng ta phải có ý chí quyết thắng và kiên trì. Không phải tụ tập một lần mà đủ, mà phải liên tục trong suốt năm 2017. Và nếu cần thì phải liên tục kéo dài qua suốt năm 2018. Chúng ta chấp nhận bị đàn áp, bị thương tật, bị đổ máu. Nhưng cái giá chúng ta phải trả thì vẫn cao hơn về thắng lợi. Đó là bên cạnh máu chúng ta đổ ra thì uy tín của đối phương lại suy sụp. Và chúng ta càng đổ máu ra thì bên kia lại càng sớm sụp đổ. Đứng trước áp lực của toàn dân, đứng trước áp lực của công luận quốc tế, họ không thể nào cứ tiếp tục đàn áp được. Còn chúng ta thì vẫn tiếp tục đi lên được. Cho nên chúng ta xông lên để chịu đàn áp, đừng lung lay mà phải kiên vững, kiên trì. Thì bên kia trái lại không thể xông lên để cứ đàn áp được, họ phải chùn tay. Đây là quy luật của đạo đức, quy luật của lương tâm. Cho nên những ai thấy họ đàn áp mình mà sợ thì lầm. Vì người đàn áp thì càng lúc càng run tay, còn người chịu đựng thì càng lúc càng cương quyết. Cho nên chúng ta cố gắng huấn luyện cho dân chúng chúng ta biết cái quy luật sức mạnh của người yếu thế, sức mạnh của người bất bạo động. Ví dụ một nhà giàu ở bên cạnh ăn những bữa cơm sang trọng, một nhà nghèo bên cạnh đói rét, thì khi đi ra đường ai mạnh thế hơn ai? Người nghèo luôn luôn mạnh thế và hiên ngang. Chứ còn người giàu phung phí như vậy thì cảm thấy xấu hổ lương tâm. Cũng vậy, trong một cuộc biểu tình, người dân bị đánh, bị đi nằm bệnh viện, nếu biết thì ý chí càng lúc càng vững vàng và mọi người ủng hộ. Còn người đưa tay đánh vào dân thì ngay đêm hôm đó về đến nhà thì đã cảm thấy xấu hổ rồi. Từ họ cảm thấy họ yếu. Hơn nữa, công luận chung quanh chĩa vào họ và lên án họ càng ngày càng gay gắt. Cái bộ mặt thật của họ lộ ra. Vì chỗ đó chúng ta cần phải giúp cho dân thấy được sức mạnh của đạo đức, sức mạnh của bất bạo động. Rất tiếc là có nhiều người chưa thấy được sức mạnh bất bạo động thì chúng ta đành phải huấn luyện người dân chúng ta thôi. Xin cảm ơn. Vâng, để có được tự do chắc chắn chúng ta phải trả giá. Người Mỹ có câu freedom is not free, nghĩa là tự do không phải là thứ cho không biếu không, mà phải trả giá thì mới có nó được. Trong lịch sử thế giới, rất là nhiều dân tộc, trong đó có dân tộc ta, đã phải đổ máu thì mới có được tự do và độc lập. Không chấp nhận trả giá bằng máu thì có lẽ chúng ta sẽ phải chấp nhận thân phận nô lệ, chấp nhận nhục nhã hoặc chấp nhận mất nước. Thưa Linh Mục, khi công an cộng sản đàn áp chẳng hạn như là hành hung tàn bạo những người biểu tình, thế thì những người biểu tình cần có cái thái độ nào hay là phản ứng như thế nào, thưa Linh Mục? Trong các tài liệu thì tôi có hướng dẫn nhưng vẫn chưa đủ. Thành ra trong những dịp này thì có dịp để chúng ta lại trình bày rõ hơn cho người dân. Rồi qua quý vị đã tiếp tay để truyền đạt cho toàn dân trong nước ngoài nước. Chúng ta đã cổ vũ rằng biểu tình ôn hòa toàn diện, có nghĩa là ôn hòa trong ứng xử, trong lời nói, trong biểu ngữ, ôn hòa trong tất cả tác phong. Và để có sức mạnh thiêng liêng, siêu nhiên thì chúng ta phải biết khiêm tốn để cầu nguyện trước khi đi biểu tình, trong khi đi biểu tình, sau khi đi biểu tình và khi chuẩn bị biểu tình lần tới. Có hướng dẫn như vậy rồi. Và cũng có hướng dẫn thái độ phải hết sức khôn ngoan và kiềm chế, để đối phương dùng bạo lực thì chúng ta lại phải dùng yêu thương, thông cảm với họ mà đáp trả. Chúng ta cũng đã nhắc nhở nhau rằng mọi giá trị công bằng, tự do, dân chủ, công lý, rồi cao thượng, văn minh, cường thịnh, vân vân. Tất cả những giá trị cao quý này phải được chở trên một chiếc xe là trung thực và yêu thương thì mới đến đích. Tất cả các loài xe căm thù, bạo lực sẽ bị đổ dọc đường hết. Bằng chứng đó, chúng ta đã thấy đó, ở Việt Nam, những chiếc xe chở hình thù, gian trá, thủ đoàn thì đang đổ từ từ và đang đổ hết. Trái lại, những giá trị trung thực và yêu thương thì càng ngày càng tồn tại và càng ngày càng mạnh lên. Nên chúng ta quyết tâm chất tất cả những giá trị cao quý lên chiếc xe yêu thương và trung thực thì mới tới bến, tới bờ.
Xin cảm ơn. Thưa Linh Mục, đây là câu hỏi chót cũng rất là quan trọng, đó là người Việt hải ngoại cũng như là các đảng phái chính trị, các tổ chức đấu tranh ở hải ngoại có thể làm gì để mà tiếp tay cho những cái cuộc biểu tình mà Linh Mục kêu gọi, thưa Linh Mục? Bà con hải ngoại cần phải thấy việc này. Hôm nay là trận chiến cuối cùng và nỗ lực cuối cùng của toàn dân, của quốc dân Việt. Nếu nỗ lực này không thành công thì đành phải thất bại và thất bại vĩnh viễn. Cho nên giới trẻ của chúng ta nếu không quyết tâm cứu dân tộc mình thì đừng lập gia đình sinh con. Bởi vì lập gia đình sinh con thì thế đó sẽ làm nô lệ cho ngoại bang thì sinh ra làm gì? Bây giờ bà con ở hải ngoại thì có mấy việc sau đây cần bà con hỗ trợ. Thứ nhất là quý vị cần vận động quốc tế để quốc tế hiểu về Việt Nam hơn, hiểu về nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hơn. Thứ hai là quý vị có thể cũng tổ chức biểu tình tại chỗ, bất cứ ở đâu mà quý vị thấy có thể tổ chức được. Cũng trong mọi ngày Chủ nhật trong năm 2017 và nếu cần thì qua 2018. Nhưng nếu quý vị tổ chức vào ngày nào đó thuận tiện cho quý vị, không phải mỗi tuần mà là 2 tuần một lần chẳng hạn, hoặc cũng phải mỗi tuần mà có thể vài 3 ngày một lần chẳng hạn, thì tùy quý vị, cái đó chúng tôi không dám có ý kiến vào. Thứ ba là quý vị xem tự trong quốc nội thiếu những gì thì xin quý vị hỗ trợ dùng. Họ cần những ngân khoản để di chuyển, họ cũng cần ngân khoản để may cờ, mua cờ, rồi cũng cần điện thoại di động, cần máy in để in bài, cần máy vi tính, laptop, và hiện giờ họ cũng cần những dụng cụ ghi được hình tinh vi, nhỏ nhắn, dễ giấu, dễ cất. Còn tất cả các loại điện thoại, các loại máy chụp hình, quay phim gì công khai to lớn hiện giờ, với sự đàn áp của nhà cầm quyền thì chúng ta cầm đi hầu như không thích hợp, bởi vì sẽ bị đập, bị cướp, bị phá. Rồi chúng ta cũng cần giúp cho dân có mũ bảo hiểm, rồi cũng cần những cái nẹp tre để bảo vệ hai ống chân bên hông, bên lưng, kéo người ta đánh thẳng vào những nơi đó. Thì người biểu tình phải được khuyến khích để làm những nẹp tre tự bảo vệ mình để giảm bớt các thương vong. Tất cả những điều ấy thì quý vị khôn ngoan, linh hoạt hỗ trợ cho quốc nội thế nào thì tất cả đồng bào trong quốc nội xin hết lòng cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn Linh Mục Nguyễn Văn Lý về cuộc hội luận ngày hôm nay. Kính chúc Linh Mục luôn an vui, mạnh khỏe và nhất là sáng suốt, khôn ngoan trong việc xúc tiến cuộc biểu tình toàn dân toàn quốc này. Vâng, xin kính chào Linh Mục. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sang sáng, ta thể chết cho quê hương.